Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với đích của bạn Raiden May. Và bạn này thì lên tàu được 252 ngày rồi. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 3 tháng 6 năm 2022. Bạn này chỉ là newbie thôi, 200... bạn này thì không nào, chủ yếu là bạn này cày cuốc và cũng hết sạch pha lê thôi. Ở đây thì 250 mấy ngày, vậy là cũng chơi được tầm độ bao nhiêu version ra? Cũng gọi là vài version, đâu phải xem nào. Ở đây thì chắc chắn là bạn ấy sẽ còn thiếu khá là nhiều Valkyra. Mà chúng ta hãy xem là những Valkyra mà bạn ấy có rồi, xem là bạn ấy đã nuôi được đến đâu. Đầu tiên thì mình thấy bạn ấy có run được ra khá là nhiều Valkyra rank S rồi. Đầu tiên thì sẽ đến xem là những xem qua xem là những Valkyra rank S của bạn này, tính bây giờ tính cả những nhân vật mà bạn ấy có thể là lấy free hoặc là bạn ấy cày. Ở đây thì có cả hơi Recent rank S này, Lý Thủ Thường, Elysia Vật Lý, hơi trừ Sentient này, Juice này, Origin này, Thunder và Finality luôn. Có, vậy là bạn này đã full nơi chiều hơi chiều rồi, khá là ngon. Mắm lửa thì chưa có, hay là ở những cái giai đoạn cuối này. Ok, hết rồi. Đâu để chúng ta sẽ xem cứ xem sẽ là những nhân vật mà bạn ấy có rồi, xem là bạn ấy nuôi như thế nào. Ở đây thì bạn ấy có AI của bạn này đang lắp chấn, có mỗi cái mít này thôi. Sát thương nguyên tố lửa này, tích lũy cháy của nhân vật tăng 25%, tất cả sát thương phải chịu giảm 20%, vậy là cái mít này nó không có bóp cho đồng đội hả? Top bot full macro, ok, có chấn và có mít, chưa có full, có thể lắp. Không biết là top bot này có ổn không hay là nên lắp top bot Tiganier, nhưng mà mình nghĩ là chắc là nick này chưa có Tiganier. AI thì là Valkyra support lửa rất là quan trọng, mình nghĩ là tất cả các bạn newbie bạn nào cũng nên nuôi bé này. Còn đây là Gadisil thì là Valkyra support vật lý, nhưng mà ở đây cũng không có Kazene, cũng mà không có cây Elysia Acha. Chuyên về trạng thái tụt máu, sắp tới ở phiên bản 6.5 thì chúng ta lại có thêm một nhân vật DPS hay lượng tử nữa, cũng chuyên về trạng thái tụt máu, đó là Susanna. Ở đây thì Hender và Echo Paradise level 50. Ok, phương tiện Hender rồi, support điện, Gadisil, ủa lộn, đây là bé mèo, Panopteryx. Mèo cũng chưa có Pates, vậy là cũng chưa có đồ hả? Special thì có cái đến SS rồi, và top bot Wang Yanji thiếu mid, nên là bạn ấy đang lắp cái mid Lanius. Chắc là top bot này thì cũng là great thôi đúng không? Special support điện, đây là hơi trừ Vision Rank SS này, đang cầm cây vùng đất trên đi cải huyền top mid Robert Perry và bot Rob Putin. Bây giờ thì nó đang cả... À không, cái lúc mà mọi người xem cái video này là cái banner tiếp tế của Eden of Star nó bay màu, nó hết rồi. Hơi trừ Vision thì nên cầm cây đấy nhá. Tất cả những bạn nào mà muốn nuôi hơi trừ Vision thì tốt nhất là nên có cây Kyogre, có cây Eden of Star. Nếu như không có Willow thì có thể lắp Anna, còn nếu không có Anna thì có thể lắp Robert Perry, bởi vì ba cái set này thì mọi người có thể thăng biến dần, cứ từ từ thôi thăng biến dần. Vậy là mọi người đã có một loa kêu là DPS băng cũng khá là mạnh. Hơi Lý Thủ Thường rank S3 chấn vào full set thần châu ức kiếm, chắc là bạn đều run cái set này. Lý Thủ Thường thì vừa rồi thì chúng ta cũng có banner quay lại, nhưng mà chủ yếu là mọi người run ở cái hồi Lý Thủ Thường mới ra thôi. Đây là Sentient có vùng đất vô tồn với lại top mid và Rocket Sword thiếu bot, nên là bạn ấy đang lắp tạo cái bot Isaac Newton. Ok, hơi chờ Sentient rank S0 thôi. Hơi chờ Sentient thì support vật lý, nhưng mà đây thì mình chưa có Valkyra DPS vật lý này. Bom anh đào, hơi chờ Juice của bạn ấy có chờ có top bot Tiganier và đang lắp tạo cái mid May Bikini. Có top mid rồi. Đây, có top mid thiếu mỗi cái boss nữa là bạn này full just full gear support lửa điện rất là thơm, đặc biệt là support cho Geo Team. Origin full Raiden May full đồ luôn, và kiểu là quốc dân mà. Về Geo Team của bạn này có hơi chiều just 3/4 Origin full gear, không biết là phải nhiều gì có đồ chưa. Đây là hơi chiều Thunder rank S3 tấn công 1217 này, thân lôi Narukami level 50 với lại full set header. Ok, bạn này thì level 80 thôi, bạn này chưa có đột phá siêu. Cứ từ từ nha.
Mình nhớ là ở tuần nào đấy thì chúng ta có cái trang phục của nhân vật Ocean Thunder được quay lại mà ta chắc là chưa tới. Đây, cuối cùng là Finality. Finality thì tấn công 1001, có đang lắp full gì? Top Miss Ocelot và Bot. Bạn ấy chưa có đồ, cũng chưa có tinh chưa có leo. Thôi thì xài tạm vậy. Top Mod Ocelot đi này. Nếu như để lắp team thì bạn này có chiêu team rồi này. Team điện thì có Chớp, có Eden Punia. Origin chắc là cầm Origin làm đôi phép điện. Team lửa thì cũng có Chớp 3/4. AI thì lắp Top Watch Genia cũng khá là ổn rồi. Cũng à, đôi phép lửa thì bạn này lại chưa có đồ. Băng thì cũng chưa có DPS, mới chỉ có mỗi lý tố thường. Support băng thì mèo, ok mèo thì có thể laptop có thể gần, nhưng mà thiếu DPS băng. Thiếu DPS băng bạn có thể draw Hurt Human hoặc là Hurt Vision, draw Eden là Star. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu khá là nhiều Valkyria, bạn ấy có thể ưu tiên một số nhân vật. Chẳng hạn như là bạn ấy đang thiếu DPS băng thì có thể draw Hurt Human, đây là một nhân vật rất là mạnh luôn. Aponia và Mobius cũng là hai Valkyra DPS điện rất là mạnh trong thời điểm hiện tại. Nắm lửa 13 mạnh, tạch Red. Cái này là tạch là cái chắc này. Và cũng nên để dành qua đây để Ron chạy chiến đấy nhá. Và mình cũng nên khuyên bạn ấy là nên ưu tiên Ron Qiyana Kha'Zix-Lana. Support lửa điện, sau đó thì quay ra Ron Eldritch và bạn ấy đã full nguyên tố rồi. Đó, không vũ khí thì do là newbie cũng chưa có quá là nhiều. Một set full này, hai set thần trụ kiếm ba hander, chỉ có ba set full thôi, còn lại thì toàn là 3/4, 250 mấy ngày. Cũng là newbie vẫn đang ở cô cao. Tuần trước thì bạn ấy sẽ bạo 3,33%, tổng được 100.383 điểm. Ok, Pavanti bạn ấy cầm chiêu team Sinh Ngọc cầm hơi chuẩn Vision và Quy Thần ô tô cầm hơi chuẩn Thunder. 3,33% là cũng khá là ok rồi, và đang ở vực điểm có từ đáp tập chân đỏ cầm full chiêu team luôn. Nếu thế thì mình nghĩ là nên để Origin làm DPS, sau đó thì Final thì làm support, có thể laptop Portigamer cũng được. Còn nếu không thì full Hander thì lắp thì cầm luôn Origin mà này, có trước 3/4 là hơi ADN full gear, Origin full gear đấy khá là ổn rồi. Full gear cho hơi trước trước nữa, vậy là team điện của bạn này là full 3 trên 3 luôn, khá là ngon. Wow, loa Bluetooth tích hợp đồng hồ báo thức Elysia, còn có cả ô che mưa, áo khoác gió, ba lô và châm cài quyền trượng Elysia chủ đề hơi trường Human. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact by Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Ok, là đích thứ hai này của bạn là Xin... gì? Xinon à? Ok, bạn này thì lên tàu được 497 ngày, lâu hơn cái ông vừa rồi. Đâu để xem nào. Thì cũng đều là nông dân thôi. 400 mấy ngày, 400 mấy ngày thì cũng chơi được hơn 1 năm rồi, chắc là cũng có khá khá Valkyria. Và chắc chắn là bạn ấy sẽ còn thiếu khá là nhiều nhân vật ở đây. Thôi thì cứ tạm thời bỏ qua những nhân vật này lại, chúng ta sẽ 400 mấy ngày. Trong cái này chắc là cũng nên sâu của này. Ok, đầu tiên thì là hơi trường The Void Lữ Hoàng. Ở trường The Void thì bây giờ các bạn newbie, các bạn đăng nhập thì cũng được lấy free luôn. Đó, còn đây là Final Duty. Final Duty gì trời, ô ồ ôi, nhìn này mọi người ơi, không, ủa sao toàn cái cây quái gì đấy. Ở đây thì bạn ấy full gear rồi nhưng mà đang hết sạch nguyên liệu. Mình nghĩ là đá là tuy nhiên là hết 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 vàng. Thật sự luôn, cái vơ này là một cái vơ rất là tốn nguyên liệu luôn. Nick của mình thì cũng hết sạch vàng. Trong tình trạng là hết sạch vàng, hết sạch nguyên liệu để nâng luôn. Từ những cái nguyên liệu để nâng lên rắc vàng, để xong rồi để nâng vũ khí lên level 50. Nói chung là cái gì cũng hết luôn. Tốn nguyên liệu kinh khủng. Với lại nick của mình bây giờ cũng mới lấy cái cây Eden of Star cho Hurt Trip Vision về với lại Set Willow, nhưng bây giờ không có cái gì để nâng luôn. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp bằng việc là tiền sẽ giải quyết được tất cả, nhưng mà trong trường hợp này thì hết sạch vàng luôn. Bây giờ mình có nạp để lấy vàng đúng không? Hình như là không.
Mình chỉ nạp để lấy pha lê thôi mọi người. Bây giờ vàng với nguyên liệu. Nguyên liệu hết cũng không biết phải nạp điều gì. Chu kỳ này bạn ấy không mua này à? Đâu để mình mua cho. Hết nguyên liệu, tốn nguyên liệu kinh khủng. Bây giờ nhá, nếu như nick của ông nào có cả Fnality, có cả Origin, bây giờ 99% là mọi người ở phiên bản này đều có Origin, cho nên là phải nâng full Origin rồi. Sau lại còn run thêm, chắc là mọi người cũng phải ít nhất cũng phải có thêm một nhân vật full gear nữa. Trời ơi, làm sao mà gánh được. Hết vàng, ai cũng trong tình trạng là hết vàng. Hết nguyên liệu. Chắc phải đợi đến anniversary năm sau mới có thêm nguyên liệu mọi người. Nhất là cái đây này, mọi người có thấy, có để ý không? Chúng ta có đây này, cái này này, cái Hydro kim loại siêu dẫn này, nó nâng rất là tốn luôn. Nên mọi người thấy không, nâng từ level 60 đến level 65 tốn tới tận 220. Còn cái này thì mọi người, mình nghĩ là mọi người lệch rớt được một đống rồi, lệch ra vũ khí sau đó thì đổi. Còn cái này thì lại còn, cái này thì mọi người có thể cày được hàng ngày, nó ở trong cái event hàng ngày, cho nên là không có tốn, chủ yếu là cái hydro kim loại siêu dẫn thôi, nó tốn kinh khủng luôn. Bây giờ không có cái gì để mà nâng, nhìn phèn ỉa luôn. Đây, thanh niên này cũng giống mình. Ủa, tự nhiên lệch được ra cái mid Kiana. Thôi chưa, Flanchard ở đây mình cứ tưởng đây là cái mid đấy cơ, mid Kiana Kaslana view cơ. Trời ơi, tự nhiên có một cái hàng fake ở đây. Đấy, chưa. Ok, hợp Flanchard thì bạn ấy chưa có. Tiếp theo là hơi trời Thunder rank S3 này, có cái Thalo Narukami với lại Fuji Handler rồi, tấn công 1356 Origin. Origin chưa full nữa hả? À đây thôi, đấy, tiếp ngay mà đấy, bạn phải nâng nâng cái này xong rồi nâng full set Raiden May. Quá là tổ nguyên liệu. Origin thì support cho GOT mà cũng là một Valkyra DPS điện, khá là ổn nếu như support của mọi người full. Ở đây thì Hazumuni của bạn này không có lắp phần trang bị, dường như mình cũng không biết là có Sigani hay không. Hơi chừa Vision, có Aiden là Star Top Bot Killer và Lang Lang Mid West Young. Theo cái mid cũng giống nick của mình thôi, trấn level 50, Top Bot Killer và thiếu mid. Eo, giống nhau vãi. Và bạn ấy cũng ở mức rank S2. Ít ra thì mình cũng ở mức rank S3 rồi, bây giờ cố cày thêm một chút nữa là lên được SS, nhưng mà mình nghĩ là SS sẽ hơi đuối. Bởi bây giờ các bạn thì lên được SS1, SS2, thậm chí là đẩy ông lên được 3S luôn rồi ấy. Thì có mấy nick của mình bây giờ đang ở mức rank SS thì sẽ đuối hơn rất là nhiều. Hơi chụp Just, đấy là kiểu như là so với lại mặt bằng chung. Just của bạn này thì có chấn luôn và có top bot, cũng thiếu mid nữa là full 3/4 rồi, cũng khá là ok. Himiko, Crimson gì đó. Himiko thì bạn này không có nuôi Teresa. Teresa thì bây giờ cũng gần như là còn mỗi Paladin. Khi mọi người nâng maximum max level lên thì lâu lâu cầm đi đánh boss vật lý. Hơi trở xe tiền thì sao? Xe tiền thì có cây khóa vô tồn và bot tiến dãi cũng không, chưa có đồ. Ok, chúc bạn sớm run ra đồ đi nhé. Vân Mạc Tân Tân, bây giờ có trước rồi thì thôi Vân Mạc Tân Tân cũng được. Vita FRT có cày lên rank SS2, chắc là đang cày cho bên máy rồi, có cái chấn Iron FR ấy à. FR thì mọi người hay lắp cái set này để đi làm DPS hay là lượng tử, nhưng mà mình thấy thì bạn này cũng có Winfire rồi, nên chắc là để Winfire làm DPS lượng tử. Kylan, chị Emmaline thì sao? Chị Emmaline thì bạn ấy không có nuôi. Cele cũng thế. Duranda có, bạn ấy có PE rồi. Mr. Ategida sắp vào với lại Vunjet Bianca sân khấu. Bạn ấy cũng có hơi trời xuyên tiền, nhưng mà hơi trời xuyên tiền của bạn này thì lại chưa có Broken Sword. Hơi tiếc ở chỗ đấy. DPS thì full rồi. Fish cũng có, đang lắp top mid đó. Top mid Dark Queen, tiểu thư F hồng. Không có nuôi. Morbius chưa có mở khóa. Raven, Oscar, Wing, Barret, nhưng bây giờ Barret, Raven thì cũng không có ai dùng, kể cả full gear cũng thế. Caron Pepper có chấn, mình nghĩ là cái này là great thôi, nhưng mà không có cái mid Paganini, hơi tiếc. Ở đây thì bạn ấy có mỗi cái boss Barret thôi. Mẹ mẹo không có đồ, có vẻ là khá là nghèo nàn. Aponia cũng chưa có. Với lại đây thì cũng là một nông dân thôi, cho nên là cũng không có đủ được nhiều, không có lắp phương trang bị.
Eden thì bạn ấy cái này thì đang nuôi sắp lên hết rồi, nhưng mà như thế này là hơi chậm nha, giờ người ta lên bài hết rồi. Đây là được cái sơ cũng thế, có vẻ là hơi bị lời cài ha. Và đây sau thì cũng nên nuôi nha bạn ơi, lên bài hết đi. Tất cả Valkyrie support rank A thì tất cả Valkyrie support rank A đều nên nuôi ở full set color đi, chấn với lại ok chấn vào này thì level 60 rồi. Sắp nâng được lên thất vàng, viết khai là một Valkyra DPS hệ đồng tử. Và lại có chút 3/4, có AI thì lắp Tiganier cũng được. Có chấn chứ. Nhưng vừa lấy sâu thì mình cũng có thấy có cây chấn rồi. Cái mít thì nó hơi phế. À mít thì tăng thời gian cháy hay sao ấy, hay là bốc sát thương cháy chả nhớ nữa. Lý tố thường, nếu như có Vinfire rồi thì đặc biệt là Vinfire full heal luôn. Thế thì gọi là không sợ boss quả, không sợ boss lượng tử rồi. Khi nào mà gặp boss lượng tử là nick này lên hương luôn. Nhất là đánh MA thì chúng ta hay có boss Kuzma, xong rồi Tonatius nữa. Kuzma thì bây giờ thì ít dần, bởi vì bây giờ là chúng ta có toàn là boss quả thôi. Nhưng mà trước khi phiên bản 6.0 trước đây thì Tiganier, ok nhưng mà không sao, cũng có Tiganier nhưng mà không có cây chấn, không có đồ. Chỗ chiến thì bạn này có Ron được 3 sao luôn. Ê, quá nhỏ nhưng mà chưa có nguyên liệu để nâng mắt. Kiera, Kaslana, quá ta. Có vũ khí này, có vũ khí cũng có kha khá cây. Xét với Thánh thì do là newbie cũng chưa có nhiều. Một này, hai, ủa chưa, hai set này chưa luôn. Cái này cũng lâu, cũng 3/4, có mỗi Colody này, Ender Fool, Bianca, Tiganier. Ok, tuần trước thì bạn ấy xếp bằng 52.49%, bạn ấy đi mỗi xích ngục không? Có vẻ là giờ này hơi bận nữa. Đau khổ ta. Không gian siêu huyền đến level 80, vậy là bạn này mới đột phá siêu hạn thôi. Nick này thì support rank A của bạn này không có nuôi, giống như kiểu là ADN, rồi resell, hay là hình như AI bạn này cũng chẳng nuôi đúng. Thế thì thọt là phải. AI thì có cày lên SS thôi, Hajumuni cũng không luôn. Fit thì cũng chỉ ở mức rank SS. Đó, ok. Chắc là thanh niên này thì cũng không có thời gian chơi game nhiều. So với lại cái nick ngày hôm qua mình cũng xấu, nông dân. Thật sự không hiểu đâu, không hiểu nông dân kiểu gì, quá là kinh khủng luôn. Ok mọi người, thấy nick của bạn là Xenon như thế nào thì nhấn xuống bên dưới để mình biết nhé. Cảm ơn mọi người, chúc bạn có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.